Đây tủ xoài thơm mơ, hẹn giờ cho bơm hoặc là hẹn giờ cho đèn, xoài thơm mơ cơ khỏi. Thì đối với những cái tủ này thì đơn giản thôi, về chúng ta chỉ cấp vào và cấp ra một cái tải. Tủ cấp vào cấp ra, tại vì mục đích của làm những cái này là nhỏ gọn thôi ha, cho nó vừa trong cái tủ này. Nên là đối với cái đồng hồ này, cái kích thước nó cũng to ha, nó chỉ vừa được vừa cái này. Thì hầu như những tủ này nhá, đều có những cái chế độ chạy xích tay thì bật tay cương bức đấy. Chạy tự động thì nó cứ set thời gian ở đây thì nó hẹn giờ ở đây thôi. Nhưng mình tại vì cái này cái tủ này hẹp, đối với những cái hệ thống này thì nó đơn giản, nó cái tự động mà tay của nó ấy, tay thì ít khi mà chúng ta xài tới, chừng nào nó hư cái đồng hồ ấy, thì chúng ta mới xài tay, cho nên là chúng ta không không cần khống chế. Còn đối với những cái mà tủ mà chúng ta làm trong hệ thống điều khiển với thiết bị nhiều á, thì cái chế độ chạy tự động với chạy tay ấy, của con này chúng ta phải cắt phải cắt con này ra bằng một con relay á. Chứ không mà nếu mà tại vì con này cái dạng cơ mà khi cấp ngắt điện ra nhưng mà trong đấy có pin này nó vẫn quay, nó đóng với tiếp điểm, thì cái tình trạng khi chúng ta ở chế độ tay á, thiết bị máy đóng á, thì đóng ngược lại,